Giá đường thì sau khi mà có cái dấu hiệu là tạo ba đỉnh thì hiện tại là giá đường đang có cái sự hồi phục trở lại. Tuy nhiên thì chúng ta cũng hết sức cẩn trọng là sau khi mà giá đường đã tạo ba đỉnh rồi thì cần quan sát tiếp thêm xem là cái nhịp tăng trở lại này liệu có tạo cái đỉnh tiếp theo hay không. Và các cổ phiếu ngành đường thì với cái diễn biến giá đường đã tăng rất mạnh từ thời điểm đầu năm nay cho đến khoảng tháng 5. Và chính vì vậy nên là kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp ngành đường như là ở LSS hay là SBT hay là SLS thì cũng đều cho cái mức tăng trưởng rất là mạnh về mặt lợi nhuận. Và chính vì vậy thì nó cũng đã biểu thị trên đồ thị giá cổ phiếu. Như là cổ phiếu LSS thì đã tăng từ vùng nền là vùng giá 7 lên đến giá 14 hiện tại, tức là đã tăng gấp đôi rồi. Và với cái mức tăng mạnh như hiện tại đến cái vùng giá ở thời điểm như bây giờ thì cũng đã không còn rẻ nữa đối với các cổ phiếu ngành đường. Biên an toàn thì gần như là không còn. Và chính vì vậy thì mình cũng không khuyến nghị tham gia vào đối với các cái cổ phiếu ngành đường. SLS thì phiên trước cũng đã có một phiên tăng trần sau khi mà ra báo cáo quý 2 tăng trưởng lợi nhuận. Cổ phiếu tăng từ 122.000 đồng lên đến thời điểm hiện tại là 205.000 đồng một cổ phiếu, tức là cũng tăng gần gấp đôi. Và ở thời điểm hiện tại thì giá cổ phiếu cũng không còn đủ cái mức chiết khấu rẻ để chúng ta tham gia nữa.